hút lên, bơm lên. Có mồi là do lớp bê này nè. Có mồi à, alo tao coi vô tao kiểm tra. Đúng không? Đây cũng có cái hút đây rồi cần. Nó hở hả? Nó hở gì không? Nó bị lớp bê nhiều khi nó kẹt keo. Cũng không là nó hở. Nó bị kẹt keo á. Có cái cần gạch tự động. Mồi nước lên. Chế là cái câu nó lên. Dạ. Bắn về trời. Toàn nữa đâu. Hồi ngày xưa ai cũng đội gạch hết á. Mà giờ ông có cái gạch nè. Nó nhiều lần. Anh mồi mua tơ cũng được nữa. Ai không? Nhiều khi em ăn rồi nóng có mua tơ em cũng câu chẳng để vậy nè. Có bắt vô. Gạch tự động. Bên ở đây. Nó lên tới đây cái nó kích. Ra uống nước thử ra xem nó ngọt không. Cô kia cái bà tới cái nhà bà nói bà số nhà đâu dưới này nè, nhà cho nó bến có ở trển à, bà út đốt hả, bà út nhà bà nằm ở nhà bà số mấy ra nằm đâu đó. Nhà bà kêu có bà kêu coi nó bơm nó nặng cái máy mình. Nó làm như nó không chặn luôn không ơi. Nó lên đầu trên này hả gì rồi. Bữa kinh e đi về chặn đó. Mà giờ không chặn luôn rồi. Dọn hết đầu trên đang thương tiện vụ đầu chặn đầu dưới mà. Nó bị thành chặn đầu ao. Để về chạy ướm vào tường. Từ từ rồi. Tí cắm cái đồ vòi. Mồi nước rồi. Quay cái co đó. Quay cái co nãy co đó. Mồi đi. Cây này xài cá hay. Rồi, cắm vô lên nước là lượm tiền. Thì hôm nay trong cát á. Dù giấy xa ra, xa dây điện ra. Cái đó không làm cái tiểu á. Để cứ mấy cái đó không có điện mà này mà. Không đâu điện trong. Bon chen. Đạt đâu ra cầm ống rồi Đạt. Cái gì điện? Ra 34 còn lại đẳng phí là 24 tấn rồi mà. Chưa không lên rồi, chưa lại được tiền. Tay phải.
ra ngoài bên kia. Từ từ. Đấy, 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 có rồi, có rồi, từ từ. À, quá trời đẹp. Ông ra cái 30, 34 ra cái đầu 34 mình lại đứng ra 27 á, cuối cùng trống. Trời ơi, bây giờ đủ mình được. Không ơi, kia thì nó bậy đi. Nhỏ đâu. Bốn mình được không? Không ra 34 mà cái này chỉ ngoài được nữa đi tắm theo. Cái này khỏi xin luôn. Khỏi quét. Cái ống bớn lên đi là cái đầu kia dài lớn đi tới cuối cùng cái đó nhỏ đó. Mua ống 34. Mua dây 34. Mua dây 34 rồi cái đầu cuối giảm lại. Điện. Cho dây điện cao cao lên đi. Lấm tiền, lấm tiền. Ôi. Nước đục chưa, đục tiền. Đâu ra coi có đục không? À có tiền cũng nó lịch sự lại trời ơi. Gì cũng rồi. Có tiền nó lịch sự rồi. Em không, em không. Em không. Rồi, lấp tiền. Cảm ơn mấy chú nha.